Thì chào mọi người nha. Thì mình bán heo mọi người. Thì nếu mà mình mới nuôi mà mình muốn bán heo thì mình đừng có đánh nha. Đừng có ví dụ như người ta mua mình mà người ta bán mão, mua người ta mua mão mình á thì mình không nên bán nha. Tại vì tôi bán heo cũng nhiều lắm mà tôi đánh nhiều khi cũng sai. Nhưng mà sai sót nó khoảng vài ký ha mọi người ha. Thì mới có bán cho bà chị bà ở Sài Gòn nói đến khoảng 36 mà nó tới 42 mọi người, cho nên là xác suất của nó hơi bị dở nha. Cho nên mình nuôi số lượng ít, mà ví dụ thương lái mà vô nó bắt mà mình cân đi, đi nhiều bi đi ha, chứ không có đánh mão nha. Tại mình mới nuôi mình không biết nhiêu ký đâu, mình đánh sẽ bảo đảm sẽ sai ha. Tôi đánh hàng ngày đây còn đánh sai nè ha. Cho nên là mình khi lái mua thì của mình, heo của mình thì mình không nên đánh, mình cứ ăn ký thôi ha. Thì với con heo này nó đói nha mọi người, mình bán heo mình cân là bảo đảm mọi người không để no nha, lỡ có ăn ăn miếng thôi chứ không có nhiều, mình không bao giờ ăn cái bụng mà tròn vo luôn hết mọi người. Một tròn vo không là mình cân lên đó là mình có lời lắm, nhưng mà mình làm nhé mọi người, mình làm nhé cũng không nên đâu. Bởi vì trời cho thì hơn nha, chứ còn mặn hơn thua 1-2 ký nó không có nghĩa lý gì hết. Mà về người ta vậy chứ ta biết được người ta sẽ buồn ha. Thì với con heo này mọi người thấy không, đói ha. Thì mình đánh heo này nó khoảng rơi khoảng 35 ký mọi người. Thì để một lát nữa mình bắt mình cân thử coi cái khả năng đánh của mình coi đúng nha, chứ hôm nay mình đánh mình bán sai cho một bà chị ở Sài Gòn. Thì nhưng mà chị cũng rất dễ chịu, chị cũng mặc dù đôn lên tới 6 ký nhưng chị vẫn lấy giùm mình ha. Thì để bây giờ mình bắt heo này vô mình cân thử cái mình đánh coi chính xác không. Cho nên mình hộ dân nuôi mình cũng vậy thôi, hộ nuôi mình tốt nhất là cân nhiêu tính tiền nhiêu chứ đừng có đánh giống mình nha. Rồi để mình tiến hành mình bắt nha. Thì số điện thoại của mình là 0936 708 472 nha mọi người. Thì Zalo cũng vậy nha. Anh em nào mua thì giờ mình cũng có một số điện thoại, một số cái Zalo và một cái tài khoản thôi nha. Để anh em mình mua thì cứ liên hệ ngay mình ha. Thì thường thì mình anh em nào đặt cọc thì mình sẽ chờ nha. Nhưng cũng có số anh em thì chỉ cần lời nói thôi, đặt cọc bằng lời nói mình vẫn tin tưởng mình chừa luôn nha. Vậy thôi, rồi giờ mình đem bắt cái heo này mình cân nha. 39 ký đánh gì trừ ra 4 còn là 35. Ồ, đánh chính xác nha, chính xác nha mọi người ha. Như con đó, như con mới vừa bỏ đi mọi người, mình đánh nó là 19 ký nha mọi người. Lát mình sẽ cân nó bán cho ông anh thử coi nó được nhiều ký nha. Bây giờ xác suất đất của mình thì hầu như là cũng ít bị sai lắm nha. Có mời sai quá. Rồi để mình bắt ông anh mình bắt kem mình trói lại mình cân nha. Em 6 trừ 4 còn là 22. Em 2 bớt cho 1 ký. Lửa rồi không mọi người, thêm lửa thứ hai nữa. Giò mọi người thấy sạch sẽ, heo thịt đỏ tươi luôn. Theo như lời kể của hậu vệ đời họ Bạc,
Con trai của bà Định Chi làm con võ, sinh được 12 người con, phần đông đều là thương nhân giàu có. Sau này, họ lại sinh ra nhiều nhân tài với những đóng góp nhất định cho đất nước Cao Liên. Trong quá trình tìm hiểu về nguồn cội, họ phát hiện mình có gốc gác từ nước Việt nên suốt nhiều thế kỷ sau, con cháu dòng họ Hoàng ở Cao Liên vẫn thường xuyên đi về cội nguồn. Một đực, hai cái, hai con.